chết rồi, đường cùng rồi, làm sao đây? Tụi em chết tiệt, sao chị đuổi theo tao vậy? Tôi tới, tôi giúp cậu đây. Kéo lên, kéo lên, kéo lên tí nữa. Thả tao ra. Kéo lên tí nữa. Thả tao ra. Thả ra. Thả tao ra. Giỏi Krate chú. Ê, tụi cá điên kìa, sao nó vào đây được? Tụi phải đi ra khỏi đây. Sao nó không chui ra nhỉ? Mệt quá, nghỉ chút đã. Trưởng lão, chúng ta phải làm gì bây giờ? Còn làm gì nữa, chạy thôi. Trưởng lão, đang vào máu ngục rồi. Tôi cũng là máu ngục. Chúng ta phải làm gì đây? Nó đang đến đó. Để tôi nghĩ đã. Đào đi, đào một cái hố. Mày lên, tôi là phải chó, cứ đào đi, mau lên. Dành lên, đã sắp mua rồi. Làm gì vậy? Chui ra cái gì? Trưởng làng là chuyện gì vậy? Kéo tôi lên, cứu tôi. Trưởng làng nắm chặt vào. Cứu tôi. Trưởng làng bị ăn thịt rồi. Trưởng làng. Ôi chó. Tao có nước, tao sẽ tạt vào mày. Không sao chứ. Con chó, nó tới kia. Mọi người lại đi. Phải làm sao đi? Được. Cái gì? Lại đây nào. Lại đây rồi chó đi. Sao hả? Đây không dám à? Biết sợ rồi sao?
lại đây. Wow. Nó đi rồi. Nó đi rồi. Trưởng Lạc, nhìn kia. Nó đang làm gì chứ? Nó ngậm cái gì trong miệng vậy? Nó tính làm gì đấy? Ôi trời, Di Điển. Di Điển, đừng mà. Ôi không.